Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. một mật ong Miss Linh, và Hà Thủ Ô Miss Linh. gọi ngay bốn để đặt hàng. tiếp tục với cà phê sáng chúng tôi đang gửi đến quý vị một cái khuyến cáo của các chuyên gia về y tế liên quan đến thuốc lá và bây giờ nó gọi là bao thuốc lá thì đúng hơn và họ nói rằng từ nay cho đến năm 2026 kỹ nghệ sản xuất loại bao thuốc lá này sẽ đạt 33 tỷ mỹ kim, 33 tỷ mỹ kim. Và không sớm thì muộn ở tại Hoa Kỳ này chắc chắn sẽ phổ biến và rất tiện lợi cho đến giờ phút này chưa có một cuộc nghiên cứu nào đào sâu về loại thuốc này lẽ đương nhiên họ nói rằng nicotine đi vào cơ thể chúng ta là gây nghiện nhưng mà cái việc mà độc hại đến ung thư răng ung thư miệng bởi vì ngậm trực tiếp và cho cái nước miếng của mình nó thấm vào cái lá thuốc nó đi vào cơ thể họ nói rằng thẩm thấu từ từ và mỗi một bao thuốc lá như vậy nó vừa đủ cho một điếu hoặc là vài điếu thuốc lá tùy theo cái lượng mà chúng ta ngậm vào và cái việc này nó quá, nó sẽ phổ biến lắm ở tại Hoa Kỳ này bởi vì người trẻ đi vào thậm chí ngồi trong lớp ngậm thôi không không cầm cái vaping nữa vaping ừ. thì thầy giáo nhìn thấy cũng không được cho nên các em chỉ cần ngậm vào thì đó cái khuyến cáo là giới trẻ Mỹ có thể sẽ sử dụng hiện nay thì cái chuyện mà nhập cảng vào Mỹ chúng tôi nghĩ là chắc chắn là nhiều lắm rồi đó bán thì chưa biết mình không có hút thuốc túc lá mình không biết nhưng mà À, có thể là trong tương lai sẽ thấy cái loại thuốc bao thuốc lá này phổ biến nhiều lắm. Wow. Yeah. À, thưa quý vị trong thời gian qua thì chúng ta thấy là cái bọn mà trộm cướp nó có nhiều cách thức ví dụ như tháo cái cắt cái gì cái bô cái bô xe yeah. gần gần cái cái bô xe rồi ăn cắp cây kiển vân vân nhưng mà bây giờ một cái tình trạng nữa ở xảy ra tại một cái nghĩa trang Compton đang làm cho người ta lo lắng đó là chúng đi vào chúng đập những cái bia mộ để lấy cái 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 bản mà bằng đồng ở khi mà người ta khắc tên đồ ở các bia mộ cũ đó rồi ngay cả những cái bản mà bản lớn ở trong cái nghĩa trang này để mà ghi tên những người nằm ở đó cũng bằng đồng thì chúng đập chúng lấy hết thì người ta nói là hiện nay chưa có thống kê hết nhưng mà hơn họ đếm mà đã đã hơn 23 mươi cái bia mộ, mà những bia mộ này thì họ thấy rằng là uh, có vẻ như là cũng lâu rồi, không có người thân đó, ừ. ghé thăm nó cũ rồi. Uh, có những người già mất năm 20, 1920, 1930, Ồ. 1940. Nhưng mà cái giá trị mà họ ước lượng tính đó, thì cái thiệt hại lên đến hơn cả trăm ngàn đô la rồi. Tại sao đó, vì thì à, và họ tiền, đoán thôi, tiền họ chưa bia. biết là mục đích của những cái kẻ nghi phạm này là ai thì bây giờ người ta cũng đang kêu gọi là ai có những cái thông tin mà cái mô tả về nghi phạm những tên nào đã đập những cái bia mộ này thì họ cũng chưa có đưa ra nhưng mà có một cái cảnh báo như vậy họ chỉ đoán rằng là có thể là bọn chúng đang đập phá những cái bia mộ này để lấy đi những cái cái bản bằng đồng khắc lên những cái bia mộ đó nhưng mà thấy là đây là một cái cái điều quá là uh, uhm. bất nhân á tại vì người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận rồi cái nơi yên nghỉ của người đã chết là điều đó là rất thiêng liêng nhưng mà bây giờ vô trong nghĩa trang để mà đọc đó thì thấy rất là lạ à, cuộc điều tra của việc mà chiếc cánh cửa máy bay Air Alaska vẫn đang tiếp diễn sáng ngày hôm nay thì người chủ tịch của cơ quan an toàn vận tải NTSB của Hoa Kỳ một người phụ nữ bà cho biết là bây giờ bên phía NTSB họ có có vật chứng tức là cái cái chốt của cái cánh cửa và họ biết một phần nào liên quan đến việc mà tại sao chiếc cánh cửa này bung ra. Thế nhưng cũng đồng thời trong lúc mà NTSB điều tra cái vụ này thì ở bên Canada ở phi trường Toronto một hành khách thần kinh rồi nó ngọc lan ơi trong lúc máy bay cái nào đang chuẩn bị đưa khách vào, khách ừ. đang ngồi hết chuẩn bị hết người hành khách này đi vào mở cánh cửa máy bay ra xong không biết vì lý do nào tự mình thả mình xuống nó oh. rơi xuống dưới đất nằm sóng xoài ở dưới phi đạo thì ngay lập tức ngay là hành khách la ó lên nội vụ xảy ra vào ngày hôm qua và trên chiếc air canada này rất là tội nghiệp <laughs> những hành khách này hoặc là biết chờ bao lâu không 6 tiếng đồng hồ sau, ngồi trên máy bay. 6 tiếng đồng hồ sau bởi vì à, máy bay à, đã hành khách ngồi vào hết rồi. À, bên phía Air Canada ngày hôm nay cho biết cái người hành khách này đó à, vì lý do nào đó hiện nay đang được đưa vào và chuẩn bị sẽ phải bị truy tố về cái tội mà phá hoại trên máy bay, mở cửa máy bay xong rơi xuống và cơ quan an ninh cảnh sát Canada họ phải giữ chiếc máy bay này lại để điều tra trong lúc đưa cái người này à chẩn khám y tế à toàn bộ chiếc máy bay à họ không có dừng lại để đưa hành khách ra vào cái phi trường trở lại mà chờ ở trên máy bay 6 tiếng đồng hồ sau đó cũng được cất cánh nhưng mà cái à, vụ này đã gây à, ảnh hưởng đến vấn đề an toàn. Câu hỏi đặt ra là tình trạng tâm thần của người hành khách mình như thế nào? Yeah. Ghê quá. À, thưa quý vị, à, một cái tin này cho nó vui hơn. Uh, liên quan đến uh, vấn đề những cái uh, giống như ngày càng có những cái tiến bộ của y khoa. Một em bé nó sanh ra được cách đây là 20 tuần rồi mà khi sanh ra đó người ta nói cái kích cỡ của nó chỉ bằng một cái lon nước ngọt thôi. Nó bé đến như vậy đó. Nó chữ chưa đầy có nghĩa là trong vòng một house nó nó nhỏ đến một mức độ đó. Dạ. Yeah. Uh, mẹ của em này hai vợ chồng này á là cưới nhau cả 8 năm rồi mà không có con thì cho nên là họ tìm nhiều cách để mà có con họ nghĩ đến cái chuyện là thụ tinh nhân tạo thụ thai nhân tạo nhưng mà chưa kịp làm thì uh, cái người mẹ phát hiện ra mình có bầu cho nên đối với họ đó là một cái niềm vui lắm nhưng mà không biết lý do gì do lý do vì sức khỏe vân vân thì khi mà người mẹ này đến tháng thứ bảy đó thì có những cái dấu hiệu rằng là thai nhi đó nó không có tiếp nhận được đồ ăn nó không có tiếp nhận được dinh dưỡng từ người mẹ nữa thế là khi mà vào bệnh viện thì cái bác sĩ nói là có thể là sẽ phải không có cái bào thai này nó không có sống được nhưng mà sau khi mà chẩn đoán quyết định thì họ quyết định là mổ muốn làm sao người mẹ này hai vợ chồng này muốn, làm, muốn nhìn thấy cái đứa con nó ra đời thì lúc đó uh, cái bệnh viện uh, Cedars Sinai ở Los Angeles đó là một cái bệnh viện rất là nổi tiếng rất là giỏi thì họ đã thực hiện cái ca phẫu thuật này thì khi mà lấy đứa bé ra đó nó là nó có chút xíu à nó như một cái lon uh, bằng một cái lon Coca-Cola vậy đó rồi nó chỉ có một khoảng một pound thôi thì nó nó nhỏ nó mới người ta không có không có biết bồng nó lên như thế nào luôn thì họ nuôi nuôi dưỡng nó cố gắng nuôi dưỡng nó à, rồi sau đó là mà thường các con nít á người ta nói là bằng mọi cách phải làm sao mà phải có cái hơi ấm của người á của người mẹ người bố mà ấm bồng nó thì những đứa trẻ đó nó sẽ phát triển tốt hơn đó là cái nghiên cứu từ hồi xưa giờ thì người ta ở trong bệnh viện họ cũng tìm cách mà ngoài cái chuyện mà làm sao sưởi ấm đứa bé đó thì họ ráng cho nó lớn lớn lên một chút xíu để cho người mẹ người bố có thể mang nó ở trên tay để cho truyền cái hơi ấm thì bây giờ sau 20 tháng rồi thì người ta nói rằng là người ta mừng quá có nghĩa là thấy nó càng ngày nó càng phát triển phát triển hiện nay á nó được 12 pounds yeah, yeah. và sau 20 tuần nó được wow. 12 pounds đó thì người ta muốn nói là đây là một cái cái thành tựu của cái đầu năm 2024 có nghĩa là đứa bé từ từ sanh từ năm 2023 đến bây giờ thì người ta đang chờ đợi tiếp theo nữa, coi cái sự phát triển nó như thế nào. Mặc dù nó cũng còn 20 pounds nó cũng còn rất là nhỏ nhưng mà người ta muốn chờ xem uh, cái sự mà cái chăm sóc của bệnh viện đó, rồi coi như cái tiến trình nó phát triển ra làm sao thì mình cũng chờ xem nhưng mà nghĩ một đứa bé ra đời mà có một pause mà như cái lon nước ngọt mà mà nuôi nó sống đến bây giờ thì Nhỏ quả đúng. là kỳ tích nha. Yeah. Trong khi một đứa trẻ được sinh ra và được nuôi nấng với công sức của bố mẹ càng ngày càng phát triển một tim rất vui thì cảnh sát Bakersfield phối hợp với quận Kern và quý vị biết nơi đây đó họ có những cái vườn nho rất là đẹp Và đây cũng là cái khu vực mà sản xuất ngành nông nghiệp của California lớn lắm Vào năm 2011 có những công nhân làm vườn nho Họ đã hất hết hải báo cảnh sát khi cảnh sát tới nơi Nằm ở trong cái vùng đất Hai bên là nho, cái vùng mà quý vị thấy đó là trong đó có những cái mương nữa À, chuyện gì xảy đến với một người phụ nữ mà cảnh sát của California ngày hôm nay quận Kern họ thông báo ít nhất là họ biết được người này là ai và cái chết rất thê thảm của người phụ nữ này năm 2011 như thế nào mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo.